Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ. Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày kiếp khó tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên trì tụng hiện tỏ như là người về màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số sâu số 580 kinh Phật Địa. Hán dịch đời đường là tập pháp sư Huyền Trang. Tôi nghe như vậy. Có một thời Đức Thế Tôn trụ nơi tối thắng quang diệu bảy báu trang nghiêm vang sáng lớn chiếu khắp tất cả vô biên thế giới. Ánh sáng đẹp để màu nhiệm xen kẽ lẫn nhau trùm khắp không có ranh giới. Ánh sáng ấy khó lường vượt cả mọi nỗi mọi chỗ sở hành trong ba cõi rồi hơn mọi căn lành khởi lên của tất cả thế gian của số thế gian hết sức tự tại lấy tịnh thức làm tướng là nơi Như Lai ở, là nơi hội họp của các chúng đại Bồ Tát, là nơi mà vô lượng các hàng trời rồng người phi nhân luôn được giúp đỡ để nương theo, là nơi nắm giữ pháp vị vui tất rộng lớn, là mọi nghĩa lợi cho các chúng sinh, diệt mọi phiền não tai ương trói buộc, xa lìa các ma vượt hẳn mọi trang nghiêm, là nơi nương tựa trang nghiêm của Như Lai, đại niệm tuệ hành được làm đường đi đại chỉ diệu quán, được làm cổ xe đại không vô tướng vô nguyện giải thoát, được làm cửa vào, là nơi được trang nghiêm bởi vô lượng công đức, là nơi được tạo dựng bởi các đại bảo hoa vương khải. Trong cung điện lớn, Đức Thế Tôn là bậc giác vương rất là trong sáng, hiện hành bất nhị đến tận pháp vô tướng, trụ nơi Phật trụ, đạt tánh bình đẳng của tất cả Phật, đã đến chỗ không bị chướng ngại, không thể chuyển pháp, việc làm không bị ngăn ngại, những gì được thành lập là không thể nghĩ bàn. Dạo ở ba cõi bằng pháp tánh bình đẳng, thân Phật trải khắp tất cả thế giới, mà với tất cả pháp trí đều không bị vấn trệ, đối với tất cả hạnh đều thành tựu đại giác, đối với các pháp trí không có nghi hoặc, những thân hiện ra là không thể phân biệt. Tất cả Bồ Tát ấy lấy đó làm chỗ mong cầu chân chánh để được vô nhị của Phật, chỗ nơi bờ giải thoát thù thắng không có tạp nhiễm xen giữa. Như Lai cởi mở diệu trí rốt ráo, chứng vô trung biên Phật địa bình đẳng, cùng khắp thế giới, cùng tận tánh hư không, cùng tận ngàn mé vị lai. Cùng với Đức Thế Tôn có đầy đủ vô lượng chúng đại thanh văn, tất cả những vị này đều tùy thuận là những Phật tử tâm lành giải thoát, tuệ lành giải thoát, giới lành giải thoát, rất mong tìm cầu pháp lạc đa văn để nghe và giữ. Và ngay chữa nhóm khéo nghĩ những điều cần nghĩ, khéo nói những điều cần nói, khéo làm những điều cần làm, thành tựu đủ các tuệ báu như tập tuệ, tấp tuệ, lợi tuệ, xuất tuệ, thắng quyết, trạch tuệ, đại tuệ, quảng tuệ và vô đẳng tuệ, đầy đủ ba minh để đạt được pháp hiện pháp lạc thứ nhất. Trụ nơi ruộng phước tâm tịnh lớn, thành tựu không giảm, hoài nghi vắng lặng, đại nhẫn nhu hòa đã phụng thờ và thực hành một cách khéo léo. Thánh giáo của Như Lai đã có vô lượng chúng đại Bồ Tát từ các cõi Phật khác cùng nhau đến tập hợp. Đều là những vị trụ vào đại thừa, thực hành theo pháp đại thừa, tâm bình đẳng với mọi chúng sinh, để các phân biệt và không phân biệt, hết mọi phân biệt, phá tan các ma oán, sẽ là tất cả nhớ nghĩ ràng buộc phân biệt của hàng thanh văn chuyên giác, vui thích gìn giữ pháp vị rộng lớn, vượt thoát năm sợ hãi, chỉ hướng vào địa vị không thoái chuyển, chấm dứt mọi sự bất bách của khổ não ở địa vị chúng sinh, đã xuất hiện ở trước Đức Thế Tôn. Trong chúng Bồ Tát này, Bồ Tát Diệu Sinh làm người đứng đầu. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với Bồ Tát Diệu Sinh: Này Diệu Sinh, nên biết có năm loại pháp nhiếp thu địa đại giác, đó là thanh tịnh pháp giới, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Diệu Sinh nên biết thanh tịnh pháp giới giống như hư không, tuy bên trong biến đủ mọi tướng của các màu sắc, nhưng không thể nói là nó có mọi tướng. Thể của nó chỉ có một vị. Như vậy, pháp giới thanh tịnh của Như Lai tuy cũng biến trong hết thảy mọi loại tướng mà cảnh giới sở tri, nhưng không thể nói là có hết thảy mọi tướng.
Thể của nó chỉ một vị, lại như hư không, do có khắp trong các sắc, không cùng xa lìa rời bỏ, nhưng không vì sắc mà bị ô nhiễm bởi lỗi lầm. Như vậy pháp giới thanh tịnh của Như Lai tùy biến khắp trong tâm tánh của tất cả chúng sinh, do chân thật không cùng rời bỏ xa lìa, nhưng không vì đó mà bị ô nhiễm bởi lỗi lầm. Lại như hư không bao hàm chúng chứa hết thảy nghiệp về thân miệng ý, nhưng hư không đấy không có sự khởi tác. Như vậy pháp giới thanh tịnh của Như Lai bao hàm chung chứa những việc cho biến hóa làm lỡ cho chúng sinh của nhất thiết trí, nhưng pháp giới thanh tịnh ấy không có sự khởi tác. Là như ở trong không trung đủ mọi tướng màu sắc hiện sinh hiện diệt, nhưng hư không này thì không sinh không diệt. Như vậy trong pháp giới thanh tịnh của Như Lai có các việc do biến hóa làm lỡ cho chúng sinh của các trí hiện sinh hiện diệt, nhưng pháp giới thanh tịnh này không sinh không diệt. Là như mọi sắc tướng trong hư không hiện tăng hiện giảm, nhưng hư không này thì không tăng không giảm. Như vậy thánh giáo Cam Lộ được hiện tiền trong pháp giới thanh tịnh của Như Lai có tăng có giảm, nhưng pháp giới thanh tịnh thì không có sự tăng giảm. Là như sắc tướng ở mười phương trong hư không thì vô biên vô tận, còn hư không này cũng vô biên vô tận, nhưng hư không vẫn là không đi không đến, không lay động không chuyển dời. Như vậy trong pháp giới thanh tịnh của Như Lai, mọi tác dụng của việc xây dựng lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh trong mười phương vô biên vô tận, vì pháp giới thanh tịnh cũng vô biên vô tận, nhưng pháp giới thanh tịnh này vẫn không đi không đến, không lay động không chuyển dời. Là như tam thiên thế giới trong hư không đang mất đang thành, dân cõi hư không thì không mất không thành. Như vậy trong pháp giới thanh tịnh của Như Lai đang có vô lượng tướng thành đẳng chánh giác, Như Lai thì hiện nhập đại niết bàn, nhưng pháp giới thanh tịnh chẳng thành đẳng chánh giác, chẳng nhập vắng lặng. Là như dựa vào mọi sắc tướng trong hư không như hư mục khô giòn biến nhát khác để có thể nắm bắt được, nhưng cõi hư không chẳng phải tên loại kia cũng không khó nhọc. Như vậy dựa vào cõi tịnh của Như Lai, cõi của chúng sinh đối với mọi học xứ thân khẩu ý nghiệp quỷ phạm có thể nắm bắt được, nhưng pháp giới thanh tịnh chẳng phải đổi khác kia cũng không lao tệ. Là như dựa vào mặt đất núi lớn trong hư không, ánh sáng của nước lửa của đó thích cùng các quyến thuộc, cho đến ánh sáng của mặt trời mặt trăng mà ánh sáng đó đều có thể nắm bắt được, nhưng cõi hư không chẳng phải là các tướng đó. Như vậy dựa vào cõi tịnh Như Lai thì có thể nắm bắt được giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát và thoát tri kiến uẩn, nhưng pháp giới tịnh ấy chẳng phải là các tướng đó. Là do trong hư không mọi nhân duyên lần lượt thay nhau sinh khởi, tam thiên đại thiên vô lượng thế giới xoay vòng có thể nắm bắt được, nhưng cõi hư không thì vô sở khởi tác. Như vậy trong pháp giới tịnh của Như Lai đủ vô lượng các tướng chúng hội của Phật xoay vòng có thể nắm bắt được, nhưng pháp giới tịnh ấy thì vô sở khởi tác. Lại nữa này, diệu sinh đại biên kính trí như là dựa vào các hình ảnh hiện tướng hiện ở trong phương tròn. Như vậy dựa vào kính trí của Như Lai thì mọi ảnh tượng ở mọi nơi điều kiện trong cảnh thức, lấy gương tròn làm thí dụ nên biết giữa gương tròn và kính trí Như Lai bình đẳng như nhau. Do đó kính trí còn gọi là viên kính trí. Như tấm gương tròn lớn không bị lay động bởi có người ưa phước đức treo gương nơi chỗ cao đẹp để vô lượng chúng sinh có điều kiện qua lại đối với nó mà quan sát kỹ việc được mất của tự thân, để rồi muốn giữ cái được bỏ cái mất. Như vậy treo viên kính trí của Như Lai ở nơi pháp giới thanh tịnh không bị gián đoạn nên cũng không bị dao động. Sở dĩ muốn khiến cho vô lượng vô số chúng sinh quan sát nhiệm tịnh của vì muốn lưu giữ cái tịnh mà bỏ cái nhiễm. Là như tấm gương tròn hết sức tốt như ngọc đã được mài dũa, gương sạch không dơ, ánh sáng sẽ chiếu khắp. Như vậy đại viên kính trí của Như Lai ở trên trí của Phật tòa hoàn toàn liệt khỏi mọi có bẩn của hết thảy phiền não, đã biết là chướng ngại hết sức tốt như ngọc đã được mài dũa vì dựa vào mà định ra,
Bởi có sự nhiếp trì nơi gương sạch không nhơ, là cái việc lợi lạc cho chúng sinh, ánh sáng sẽ chiếu khắp. Là như tấm gương tròn, bản chất dựa vào duyên, con đủ các ảnh tượng, tướng mạo sinh khởi. Như vậy đại viên kính trí của Như Lai dựa vào, vì dựa vào các duyên ở bất cứ lúc nào, nó có đủ mọi trí, ảnh, tướng mạo sinh khởi. Như trong gương tròn có rất nhiều các ảnh tượng khởi lên, chứ chẳng phải một, nhưng trên gương tròn không có các ảnh tượng và gương tròn này thì không động, không tác. Như vậy ở trên viên kính trí của Như Lai có rất nhiều trí ảnh khởi lên, chứ chẳng phải một, nhưng trên viên kính trí không có các trí ảnh, mà kính trí này thì không động, không tác. Là như gương tròn cùng với các ảnh tượng chẳng phải hợp, chẳng phải lìa, theo các sự nhóm hợp để hiện ra duyên ấy. Như vậy đại viên kính trí của Như Lai cùng với các trí ảnh chẳng hợp chẳng lìa, không nhóm hợp, không tán mất, là như gương tròn trong suốt chiếu đều khắp. Tất cả mọi ảnh tượng ở khắp mọi nơi dựa vào bề mặt mà khởi lên. Như vậy đại viên kinh trí của Như Lai không cắt đứt vô lượng mọi hành động sáng rõ, vì các trí ảnh dựa vào duyên mà khởi lên khắp. Nghĩa là các trí ảnh tượng của hàng thanh văn thường, các trí ảnh tượng của duyên giác thường, các trí ảnh tượng của vô thượng đại thừa, chỉ muốn khiến cho những người thuộc thanh văn phải dựa vào thanh văn thừa mà lìa khỏi, người thuộc duyên giác phải dựa vào duyên giác thừa mà lìa khỏi, người thuộc đại thừa phải dựa vào vô thượng thừa mà lìa khỏi. Như trong gương tròn, các ảnh tượng lớn có thể hiện được, đó là các ảnh tượng như mặt đất, núi lớn, cây to, nhà cửa, cung điện lớn. Nhưng gương tròn này không bằng lượng ấy. Như vậy trong đại viên kính trí của Như Lai, từ cực thủy địa đến Phật địa, trí ảnh có thể nắm bắt được, và cùng với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, trí ảnh có thể nắm bắt được. Tuy nhiên, viên kính trí chẳng phải phân lượng ấy. Là như tấm gương tròn chẳng phải nơi chứa chất ảnh tượng khởi duyên. Như vậy đại viên kính trí của Như Lai chẳng phải thuộc bản ác, chẳng phải pháp bất chánh, chướng ngại chúng sinh trí ảnh khởi duyên, nó chẳng phải loại đó. Là như tấm gương tròn chẳng phải nơi ám chất ảnh lực tượng khởi duyên. Như vậy đại viên kinh trí của Như Lai chẳng phải nơi ơi ghét chúng sinh ngu muội trí ảnh khởi duyên, nó chẳng phải loại đó. Là như tấm gương tròn chẳng phải nơi viện chất ảnh tượng khởi duyên. Như vậy đại viên kinh trí của Như Lai chẳng phải nên bất tịnh, càng lấy cái nghiệp tối tâm, không tin chúng sinh trí ảnh khởi duyên, nó chẳng phải loại đó. Lại nữa này, diệu bình bình đẳng tánh trí là do thành tựu 10 tướng tròn đầy, cho nên các tướng tăng thượng yêu thích làm thành tựu pháp tánh tròn đầy bình đẳng, thì đã tất cả sự lãnh thọ duyên khởi thành tựu pháp tánh tròn đầy bình đẳng, cho nên sự xa lìa dị tướng phi tướng thành tựu pháp tánh tròn đầy bình đẳng, lòng đại từ có giúp rộng rãi thành tựu pháp tánh tròn đầy bình đẳng, lòng đại bi không chờ đợi thành tựu pháp tánh tròn đầy bình đẳng, thể hiện tùy theo mọi điều do thích của các chúng sinh thành tựu pháp tánh tròn đầy bình đẳng, tất cả chúng sinh cung kính lãnh tọa những gì được nói thành tựu pháp tánh tròn đầy bình đẳng, thế gian vắng lặng đều lòng một vậy thành tựu pháp tánh bình đẳng tròn đầy, các pháp khổ vui ở thế gian đều cùng một vị pháp tánh bình đẳng thành tựu tròn đầy, tu tập theo gieo trồng vô lượng công đức rốt ráo pháp tánh bình đẳng thành tựu tròn đầy. Lại nữa này, diệu sinh diệu quan sát trí ví như thế giới nắm giữ cõi chúng sinh. Như vậy diệu quan sát trí của Như Lai nắm giữ tất cả môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa, biện thức vô ngại, pháp vi diệu của chư Phật. Là nhờ các chúng sinh trong thế giới phát ra tất khắc hết thảy mọi vô lượng nhân duyên tướng thức. Như vậy diệu quan sát trí của Như Lai có khả năng phát khởi tất khắc mọi điều hiểu biết, diệu trí vô ngại hết thảy vô lượng nhân duyên tướng thức. Là như thế giới có thể dạo chơi khắp những nơi đẹp đẽ như vườn ao rừng rất là yêu thích. Như vậy diệu quan sát trí của Như Lai có thể dạo khắp ở những nơi trang nghiêm trong pháp Ba La Mật Đa, pháp Bồ Đề Phần, 10 lực vốn vô úy, 18 pháp bất cộng của Phật, thật là ưu thích. Là như các bãi sông, các vần nhật nguyệt, cõi trời tứ thiên vương, trời tam thập tam, trời dạ ma, trời đổ sở đa, trời lạc biến hóa, trời tạo hóa tự tại, phàm thiên ở trong thế giới,
có màu sắc đẹp đẽ xen kẽ lẫn nhau. Như vậy diệu quan sát trí của Như Lai biết nhân quả thành xuê của thế gian và suốt thế gian, hạ thành văn viên giác Bồ Tát cho đắc một cách trọn vẹn, quán xét vẹn toàn màu sắc đẹp đẽ xen lẫn nhau là như thế giới vì các chúng sinh mà thọ dụng rộng lớn. Như vậy diệu quan sát trí của Như Lai thì hiện tất cả chúng hội của chư Phật làm mưa đại pháp, khiến cho chúng sinh thọ đại pháp lạc. Như trong thế giới năm nẻo có thể nắm bắt được, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời. Như vậy trong diệu quan sát trí của Như Lai, vô biên nhân quả sai khác trong năm nẻo hiển hiện đầy đủ. Như trong thế giới cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc có thể nắm bắt được, như vậy trong diệu quan sát trí của Như Lai có vô biên nhân quả sai khác trong ba cõi hiện hiện đầy đủ. Như trong thế giới tô mê lô đẳng đại vương đà bảo vương đà bảo sơn vương hiện hiện có thể nắm bắt được, như vậy trong diệu quan sát trí của Như Lai có thể nắm bắt được những cái oai thần được dẫn ra của chư Phật Bồ Tát, những giáo pháp rộng lớn sâu xa. Như trong thế giới rộng lớn sâu xa không thể khuynh động biển lớn có thể nắm bắt được, như vậy trong diệu quán sát trí của Như Lai không bị đảo động bởi tất cả thiên ma ngoại đạo dị luận pháp giới sâu xa, giáo pháp có thể nắm bắt được là như thế giới từng dãy núi lớn nhỏ bao vây xung quanh. Như vậy diệu quán sát trí của Như Lai không ngơ bụi, tất cả tự tướng đều có sự cộng tướng bao quanh. Lại nữa này diệu sinh thành sở đắc trí như là khích lệ chúng sinh cố gắng tạo thân nghiệp, do đó chúng sinh cố tìm cầu những công những việc quay theo những lợi lộc trong các việc của nghề nông. Như vậy thành sở đắc trí của Như Lai là cần thân hóa nghiệp, do vậy Như Lai khéo dùng sức phương tiện hiện ra đủ mọi công việc tốt đẹp ở khắp mọi nơi, thu phục những chúng sinh có tài năng và cao ngạo, dẫn dắt họ khiến họ nhập vào thánh đạo thành thục giải thoát. Là như chúng sinh vì thọ dụng thân nghiệp, do đó chúng sinh do thọ dụng mọi cảnh giới của sắc. Như vậy thành sở tác trí của Như Lai là thọ thân hóa nghiệp, vì thế Như Lai sẽ tới những nơi các chúng sinh được sinh ra hiện ra cùng loài sinh, nhưng ở địa vị được tôn trọng. Do thì hiện đồng loại sinh ấy nên thu phục được tất cả chúng sinh khác loại, và khéo léo dùng sức phương tiện này mà Như Lai đã dẫn dắt chúng sinh nhập vào thánh giáo thành thục sự giải thoát. Là như chúng sinh vì lãnh thọ thân nghiệp, vì đó chúng sinh phải lãnh thọ nghiệp quả tỉa đã tạo ra. Như vậy thần sở tác trí của Như Lai là lãnh thân hóa nghiệp, vì thế Như Lai sẽ hiện ra để lãnh thọ những cái bản sự, bản sinh, các hành khó tu hành, rồi dùng sức phương tiện khéo léo này dẫn dắt khi chúng sinh nhập vào thánh giáo thành thục sự giải thoát. Là như chúng sinh vì trau chuốt ngữ nghiệp, do đó chúng sinh lần lượt cùng nhau đàm luận, cùng nhau khích lệ. Như vậy thành sở tác trí của Như Lai là khánh ngữ hóa nghiệp, vì thế Như Lai sẽ tùy thuận mình dạy nói hết thảy pháp lạc với văn nghĩa khéo léo màu nhiệm, làm cho hàng chúng sinh ít trí mới nghe tin được. Nhờ khéo léo dùng sức phương tiện như vậy dẫn dắt, Như Lai đã khiến các chúng sinh nhập vào thánh giáo thành thục sự giải thoát. Là như chúng sinh vì phương tiện ngữ nghiệp, do đó chúng sinh lần lượt tạo nếp sinh hoạt, chỉ bảo lẫn nhau, chuyên làm những việc khen cái tốt, chơi điều xấu ác. Như vậy thành sở tác trí của Như Lai là những phương tiện khởi lên ngữ biến hóa nghiệp, vì thế Như Lai lập chánh học xứ, chỉ bài các việc buông thả, khen ngợi sự cẩn thận, rồi là tạo dựng tùy tính hành để mọi người tùy theo pháp mà thực hành, và đã dùng sức phương tiện khéo léo là Như Lai đã dẫn dắt khiến cho các chúng sinh nhập vào thánh giáo thành thục sự giải thoát. Là như chúng sinh vì hiện dương ngữ nghiệp, do đó chúng sinh phải lần lượt mở bài giải thích bàn bạc những điều chưa rõ nghĩa. Như vậy thành sở tác trí của Như Lai là biện ngữ hóa nghiệp, vì thế Như Lai đoạn dứt vô lượng nghi hoặc cho các chúng sinh, đồ dùng sức phương tiện khéo léo dẫn dắt
thế giới chúng sinh nhập vào thánh giáo thành thục sự giải thoát. Là như chúng sinh vì quyết lựa chọn ý nghiệp, do đó chúng sinh quyết lựa chọn những gì nên làm và không nên làm. Như vậy thành sở tác trí của Như Lai là quyết ý hóa nghiệp. Vì thế Như Lai quyết lựa chọn cho được 84.000 tâm hành sai biệt của chúng sinh và dùng sức phương tiện khéo léo dẫn dắt để cho chúng các chúng sinh nhập vào thánh giáo thành thục sự giải thoát. Là như chúng sinh vì tạo tập ý nghiệp, từ đó chúng sinh phải làm ra, phải khởi lên vô số nghiệp. Như vậy thành sở tác trí của Như Lai là tạo ý hóa nghiệp. Vì thế Như Lai phải xem xét các hạnh trong mọi hành động của chúng sinh, những việc nên làm hay không nên làm, những việc hoặc được hoặc mất, để nắm giữ hoặc buông bỏ, rồi tạo ra cách thức để sửa trị. Dùng sức phương tiện khéo léo như vậy dẫn dắt, Như Lai đã khiến cho chúng sinh nhập vào thánh giáo thành thục sự giải thoát. Là như chúng sinh vì phát khởi ý nghiệp, do đó chúng sinh bắt đầu phát ra tạo nên các nghiệp. Như vậy thành sở tác trí của Như Lai là phát ý hóa nghiệp. Vì thế vì muốn tuyên nói pháp sở trị ấy, Như Lai đã hiển hiện tên gọi chữ nghĩa mà chúng sinh ưa thích, rồi chung sức phương tiện cho léo dẫn dắt, Như Lai đã khiến cho chúng sinh nhập vào thánh giáo thành tục sự giải thoát. Là như chúng sinh vì thọ làm ý nghiệp, do đó chúng sinh phải chịu thọ nhận những khổ vui. Như vậy thành sở tác trí của Như Lai là thọ ý hóa nghiệp. Vì thế đối với định và không định, Như Lai đặt ra vấn đề thọ ký và không thọ ký, rồi theo sự tích ứng của riêng họ mà nhận lãnh được các cái nghĩa quá khứ, hiện tại và vị lai. Như Lai dùng sức phương tiện cho lớn như vậy dẫn dắt để cho các chúng sinh nhập vào thánh giáo thành tục sự giải thoát. Bây giờ Đại Bồ Tát Diệu Sanh Bạch Đức Thế Tôn, đối với pháp giới thanh tịnh thì Như Lai thọ dùng hòa hợp nhất vị sự trí. Các Bồ Tát cũng có thể như vậy. Phật bảo Bồ Tát Diệu Sinh, các Bồ Tát cũng có thể thọ dụng hoặc hợp nhất vị sự trí. Bồ Tát Diệu Sinh là bạch Bạch Thế Tôn, những gì mà Bồ Tát thọ dụng hòa hợp nhất vị sự trí. Phật bảo Diệu Sinh, Bồ Tát chứng đắc vô sinh pháp nhẫn, do trong pháp vô sinh Bồ Tát ấy khi đắc được nhẫn giải thì sửa trị được hai tưởng, do loại bỏ hai loại tưởng ta và người mà đạt được tâm bình đẳng. Từ đó trở đi trở lên, những tưởng khác về ta và người của các Bồ Tát ấy không còn hiện tiền. Đó là thọ dụng hòa hợp nhất vị sự trí. Bồ Tát Diệu Sinh lại bạch Bạch Thế Tôn, của Sư Như Lai rộng nói thí dụ để khiến cho các Bồ Tát thấu rõ nghĩa sâu xa, tùy nơi giáo hóa duyên mà lưu truyền rộng khắp, khiến cho các chúng sinh nghe rồi sẽ mau hiểu rõ vô sinh pháp nhẫn. Phật bảo Diệu Sinh, ví như cõi trời ta thật tam chưa nhập vào tạp lâm thì hoàn toàn không thể đối với hoặc sự hoặc thọ vô ngã ngã sở mà hòa hợp thọ dụng được. Nó nhập vào tạp lâm tức không phân biệt tự ý thọ dụng, do tạp lâm này có đức như vậy có thể khiến các cõi trời nào nhập vào đường này, các quả báo cõi trời hoặc sự hoặc thọ không có chỗ để suy nghĩ hòa hợp thọ dụng. Như vậy nếu Bồ Tát vô chứng đắc vô sinh pháp nhẫn đã không thể đạt được tâm bình đẳng, xả bình đẳng và chẳng khác nào như tất cả hàng thanh văn duy giác, do có hai tưởng Bồ Tát này không thể trụ thọ dụng hòa hợp nhất vị sự trí. Nếu đã chứng đắc vô sinh pháp nhẫn là bỏ hai tưởng để được tâm bình đẳng thì hoàn toàn có sự khác biệt đối với các hàng thanh văn duy giác, do tâm bình đẳng mà có thể trụ xả thọ dụng hòa hợp nhất vị sự trí. Lại nữa này Diệu Sinh, như ví như tất cả các dòng sông, dòng nước lớn nhỏ khi chưa chảy vào biển lớn thì mỗi dòng dựa theo hình dạng của dòng nước, dòng chảy mà có nước có tăng giảm, tùy theo lượng nước mà tạo ra mỗi dòng có sự khác nhau, phân chia thành dòng nhỏ, tùy theo đó mà có các loài thủy tộc sinh sống. Nếu nước đã chảy vào biển cả thì không chia theo như cũ, nước cũng nước không sai khác, và lượng nước không hạn lượng, không tăng giảm, bản chất chỉ một mà thôi. Và dựa theo sự động lớn của nước mà có các loài thủy tộc sinh sống. Như vậy, nếu Bồ Tát chưa nhập vào bể cả pháp giới thanh tịnh của Như Lai, tùy theo sự khác biệt nhau về trí, khác về trí nhiều ít,
mà có sự tăng giảm. Tùy theo trí nghiệp ấy mà tạo ra sự khác biệt nhau, phân nhỏ ra làm chỗ nương dựa cho chúng sinh thành tụ thiện căn. Nếu đại chứng nhập vào bề cả pháp giới thanh tịnh của Như Lai thì không dựa theo như cũ, trí không sai khác, trí không hạn lượng, trí không có sự tăng giảm, thọ dụng hòa hợp nhất vị sự trí làm chỗ nương dựa cho vô lượng chúng sinh thành tụ thiện căn. Khi Đức Thế Tôn liền nói kệ: tất cả pháp chân như hai chướng tướng thanh tịnh, pháp trí đó sở duyên tự tại tướng vô tận, trí chân như biến khắp, tu tập chứng đầy đủ, an lập chúng sinh nghi nhi, các giống quả vô tận, thân ngữ và tâm hóa, nghiệp phương tiện khéo léo, định và môn tổng trì, vi biên đều thành tựu, pháp tự tánh thọ dụng, biến hóa xoay chuyển khác. Như vậy tịnh pháp giới là điều chư Phật nói. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã nói xong kinh này. Sau khi nghe những lời Phật nói, tất cả đại chúng đại Bồ Tát Diệu Sinh, chư đại thanh văn cùng thế gian hàng trời người A Tu La đều hết sức vui mừng, tin tưởng, lãnh nhận tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.